Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin BV Oil và một loạt doanh nghiệp Việt Nam bị mã độc tấn công. Ngày 3 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Tổng Công ty Dầu Việt Nam bị tấn công mạng bằng mã độc. Theo VOA, hôm 2 tháng 4, Tổng Công ty Dầu Việt Nam BV Oil loan báo rằng hệ thống công nghệ thông tin của họ bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu, làm dừng hoạt động của website, email, ứng dụng thanh toán và hóa đơn điện tử. VOA cho hay vụ tấn công xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4, khiến hệ thống công nghệ thông tin của BV Oil bị ngưng trệ. Công ty cho biết trong một thông báo cùng ngày, BV Oil đã phối hợp với Bộ Công an xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn thông báo trên cho biết, trong thời gian khắc phục sự cố, BV Oil và các đơn vị thành viên vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho các khách hàng. Tuy nhiên, họ không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ. Sau khi hệ thống được khắc phục hoạt động trở lại bình thường, BV Oil sẽ phát hành hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho, kiêm vận chuyển nội bộ và thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định hiện hành, thông báo cho biết. VOA dẫn trang báo Vietnamnet. Theo đó, tối ngày 2 tháng 4, Tổng cục Thuế ra thông báo rằng hệ thống BV Oil bị tấn công và đã gây ra sự cố ngừng hoạt động toàn hệ thống, trong đó hệ thống hóa đơn điện tử, theo trang mạng Vietnamnet. Tổng cục Thuế nói rằng họ đã tạm thời đóng cổng kết nối trực tiếp với BV Oil và sẽ mở lại khi hệ thống được khắc phục. BV Oil, một trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu độc quyền, nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam, chiếm 17% thị phần cả nước, theo trang VN Express. Hình ảnh một cây xăng của BV Oil. VOA cũng cho biết gần đây, một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mạng, gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất cũng như hình ảnh của họ, khiến Cục An toàn Thông tin của Việt Nam phải ra cảnh báo về công tác rà soát và triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin. VOA dẫn truyền thông Việt Nam cho biết tính từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 vụ. Theo đó, hôm 24 tháng 3, công ty chứng khoán VN Direct cũng đã bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu. Sự cố khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phải ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tiếp trên một số các thị trường giao dịch chứng khoán. Hình ảnh công ty chứng khoán VN Direct. Mãi đến hôm 1 tháng 4, VN Direct mới kết nối lại với các sở giao dịch để khách hàng mua bán cổ phiếu, nhưng vẫn thiếu nhiều tính năng và hoạt động vẫn kém ổn định, theo truyền thông trong nước. Báo Đầu tư Chứng khoán ngày 3 tháng 4 cho hay tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền là mối lo ngại lớn nhất của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Ngoài VN Direct, theo báo Đầu tư Chứng khoán, hàng loạt doanh nghiệp lớn khác như Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA, Tập đoàn Đầu tư IPA, Công ty Cổ phần Thực phẩm Home Food là nạn nhân của những cuộc tấn công này. VOA cho biết thêm, mã độc, mã hóa dữ liệu là một hình thức tấn công mạng được thiết kế để lây nhiễm vào máy tính của các tổ chức, cá nhân, mã hóa dữ liệu bên trong và chặn truy cập vào máy tính. Theo định nghĩa của trang CISA, Cơ quan An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, những kẻ tấn công sau đó thường sẽ yêu cầu một khoản phí từ nạn nhân để đổi lấy việc kích hoạt trở lại cho hệ thống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin BV Oil và một loạt doanh nghiệp Việt Nam bị mã độc tấn công. Nhân sự thượng tầng của đảng đang gặp khó khăn. Ngày 3 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài Khủng hoảng Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ giải quyết thế nào? VOA cho biết, theo quy định của đảng thì chức Chủ tịch nước phải là một trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, nhưng không được là ủy viên mới mà ít nhất đã phải trải qua nhiệm kỳ thứ hai. Chiếu theo quy định này thì ngoại trừ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chỉ còn hai người đủ điều kiện là Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai
và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời giáo sư Kurt Thayer, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng bà Trương Thị Mai sẽ là lựa chọn chắc cú cho vị trí chủ tịch nước. Bà ấy là một nhà lãnh đạo cao cấp, lão thành, dày dặn kinh nghiệm, đã từng kinh qua nhiều vị trí cao cấp khác nhau trong bộ máy đảng. Bà ấy là lựa chọn thay thế cho ông Thưởng khả dĩ nhất nếu bà không có tham vọng lên lãnh đạo trong tương lai. Giáo sư Thayer phân tích và cho rằng vì là phụ nữ nên bà ít có cơ hội được đặt cấp tại Đại hội 14, bởi khi đó bà đã 68 tuổi. Về trường hợp của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, vị giáo sư này cho rằng ông Lâm được đồn đoán là có tham vọng trở thành tổng bí thư chứ không phải là chủ tịch nước. Trong trường hợp đó, ông Lâm cũng cần được Trung ương Đảng đặt cấp vì khi đó ông đã quá 68 tuổi. Ông Thayer cho biết, theo thông tin trong hậu trường mà ông nắm được, thì khi đảng chọn người thay cho ông Phúc, ông Lâm đã không muốn ra tranh với ông Thưởng và lúc đó ông cũng không muốn rời ghế Bộ trưởng Công an. Hình ảnh ai sẽ là chủ tịch nước tiếp theo? Theo giáo sư Thayer, chủ tịch nước kế tiếp phải trong sạch, không phạm bất cứ điều gì trong số 19 điều đảng viên không được làm và có trách nhiệm nêu gương. Con số ít ỏi những nhân sự có thể lên thay cho ông Thưởng cho thấy thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp khó khăn về nhân sự. Cũng theo lời của ông Thayer, khóa 13 là nhiệm kỳ có nhiều ủy viên Bộ Chính trị bị gạt ra ngoài nhất từ trước đến nay, với 4 trong số 18 ủy viên khi mới quá nửa nhiệm kỳ. Ông Thayer chỉ ra, công cuộc chống tham nhũng quyết liệt vốn là trọng tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm hai thành phần. Một là trừng trị những cán bộ vi phạm, hai là quy trách nhiệm người đứng đầu cho sai phạm của cấp dưới. Ngoài ra, ông Thayer cũng chỉ ra trách nhiệm của ông Trọng trên cương vị người đứng đầu tiểu ban nhân sự, lựa chọn người cho khóa 13. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phải chịu trách nhiệm về tình hình khủng hoảng nhân sự trong đảng hiện nay. Tổng bí thư Trọng đang được ghi công cho nỗ lực chống tham nhũng và cải tiến quá trình tuyển lựa nhân sự với việc đề ra những quy định khắt khe. Nhưng ông Trọng cũng phải chịu trách nhiệm khi mà Bộ Chính trị bị trống nhiều ghế và trách nhiệm trong quá trình tuyển lựa nhân sự khi mà sau đó có quá nhiều con sâu bị phát hiện. Do đó, theo lời vị giáo sư này, ông Trọng phải tự rời chức trưởng tiểu ban nhân sự tại Đại hội khóa 14 và tiểu ban này phải cực kỳ khắt khe trong việc xét duyệt các ứng viên vào các vị trí lãnh đạo. Giáo sư Thayer cho biết ông đã nghe lời than phiền về sự thiếu minh bạch vì người dân không hề được biết ông Thưởng đã vi phạm những gì mà bị kỷ luật. Tại sao có người bị trừng phạt, có người lại không? Tương lai của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư sẽ bất định, nhất là khi ông ấy về hưu vào cuối nhiệm kỳ này. Đảng hiện đang chia rẽ giữa những người muốn đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng để lấy đó mà thăng tiến sự nghiệp của mình và những người lo ngại rằng nó đã đi quá xa và gây ra những xáo trộn không cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nhân sự thượng tầng của đảng đang gặp khó khăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d